Đây, ta ăn lại một miếng cà chua nè, nguyên miếng luôn nè. Đó. Rồi, cho miếng cơm nè. Miếng hầm rồi miếng xương. Miêu
Ghê thật. Tưởng đâu mi không ăn canh chua chứ. Tưởng đâu không ăn được thơm chứ. Cũng biết ăn thơm hả? Kìa. Nghĩ được không? Rồi miếng xương nè. Nhà mèo. Miu nè nè, kìa, mèo ăn hết chén của mèo đi.